chương trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Quý thính giả thân mến, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Quyền Trân trình bày thể điệu Lưu Thủy Trường, Tâm Tình Anh Bộ Đội của tác giả Lâm Tường Dân. Nhớ lại ngày giữa trời đêm
bên cạnh hào hùng sống đông của những người dài cái phóng miền Nam. Thôi nhờ đứng lòng nghe rằng giờ vẫn nhờ đàn tôi được yên nơi. Bạn ơi làm trái xanh đứng trên đồi, có đi chiến đấu mới thấy đời vinh quang. Liên tục chương trình, tài tử Minh Đức trình bày thể điệu Long Ngâm, hào khí Gò Công, sáng tác Nguyễn Thế Châu. Hào khí tiên rồng Gò Công, trăm năm chống Pháp, bình Tây đại tướng quân Trương Định Khang chiếu vua Công ngày qua, ở lại cùng nhân dân rồi lo tinh kế mưu gìn giữ mảnh đất ông cha đã đem máu xương dung bồi. Suốt đêm dài bơ vơ lo nước vạn dân đạt trị thiên hộ dương cùng lo phần chỉ huy cụ đồ chịu giữ chức quân sư với năm dân là nghĩa binh. Cửa câu trại cá giặt phơi tay bọn lang xa kiếp ghé kinh hoàng trận đặt lá Gò Công dời dao mang tầm trong nghĩa binh đã lập nhiều chiến công làm nô nức lòng dân trai gái trẻ già nghĩa đầu quân. Thì hôm nghĩa binh trúc bao căm hờn đốt đại binh đang đánh phá công đồn khắp các nơi đặt gầm chờ cố dân quân đồng nhất tâm quyết giữ yên cơ nghiệp tổ tiên tất tất nguyện công rời dẫu cho tự sanh đau màng nói gương nữ kiệt anh hùng cả cái trai trẻ già hợp nhau đến Gò Công tân hòa cùng nghĩa binh chung sức góp công một lòng vì còn gian mãi chiến công cần dục năm năm mươi giặt phơi tay quan hai pháp phải đành mang dông. Tiếp theo chương trình là thể điệu Ngũ Quan Nghiệp Cầm Ca, soạn lời Minh Tuấn, do tài tử Mỹ Hạnh thể hiện. Đời dương mang
nhìn giọt mưa thu thinh thoảng rơi rơi, dây thanh âm như tiếng lòng nhạc hoang cung bậc đàn. Tài tử Kim Sang tiếp nối chương trình với thể điệu Phụng Cầu, Nửa Dần Trăng, sáng tác Phan Khanh. Sầu riêng
Sau đây là tiếng hát của tài tử Trọng Nhân qua thể điệu vọng cổ nhịp 16, Trăm Năm và Gỗ Hoài Lan của tác giả Mai Xuân Thưởng. Dạ cổ Hoài Lan trăm năm thành kiệt tác, rung động lòng người mang mát nỗi buồn thương. Em nhàn chia xa đôi nhà đôi đường, duyên tư ngõ ngập tràn đàn ca tài tử ngọt ngào.
tỏa kết thúc chương trình. Tài tử Quyền Trân hát bài Mẹ Thân Yêu, sáng tác Thanh Nha, theo thể điệu Giang Thiên Tường, do tài tử Quyền Trân trình bày. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.